Con kính đảnh lễ sư Hạnh Tuệ, con kính đảnh lễ sư Tuệ Tường, kính bạch sư, trong một bài giảng của sư Hạnh Tuệ, con được nghe sư giảng: nếu đã thọ tam quy mà còn đi nương vào một nơi nào khác ngoài Đức Phật Gotama thì như vậy là đã đức tam quy. Trước kia khi mới quy y, con cũng theo mọi người đi tụng kinh niệm Phật, niệm nhiều danh hiệu khác không phải Đức Phật Thích Ca. Như vậy con đã đức tam quy rồi phải không ạ? À, nhưng gần đây con may mắn được biết. Ủa, cái này sư nhớ sư giải thích rồi. À, sư nhớ sư giải thích rồi. À, tức là cái vị này thọ tam quy online thì đã được quy y lại rồi. Còn nếu như mà ngại muốn cho chắc chắn thì có thể đến chùa quy y lại ha. Cái này sư đã trả lời rồi, sư chưa có xóa. Bạn Minh thì hỏi bố thí hiện tại thì phước chỗ lúc nào? Phước chỗ có ba thời. Một á, là chỗ ngay trong hiện tại. Hai á, là chỗ sau khi mà mình tục sinh, tức là mình tái sanh á. Và ba là chỗ trong một cái kiếp xa xôi nào đó. Nếu như mình bố thí đến các cái vị A-la-hán, ví dụ như là Đức Thế Tôn hoặc là một vị A-la-hán, hoặc là bố thí đến một vị vừa mới xuất ra khỏi diệt thọ tưởng định, thì trong trường hợp đó cái phước nó sẽ trổ ngay lập tức. Còn những cái việc bố thí còn lại thì đều cần thời gian để nó cho quả đó. Cho nên là quý vị bố thí ở hiện tại nha, vào thời điểm hiện tại quý vị bố thí thì phước sẽ trổ, một là ở đời sau, hai là ở một kiếp xa xôi nào đó. Tuy nhiên có một cách để cho cái quả phước của quý vị á, nó được trổ sớm, đó là gì? Đó là sau khi chúng ta làm các thiện pháp lớn lao. Ví dụ như hướng đến Tam Bảo, rồi sau đó đó quý vị hồi hướng phước đến chư thiên và mong chư thiên hộ trì và giúp đỡ. Thì trong những trường hợp như vậy thì chư thiên á, khi được chúng ta thương tưởng thì chư thiên cũng thương tưởng chúng ta. Và khi chư thiên thương tưởng chúng ta đấy thì chư thiên có thể giúp đỡ chúng ta, thì đó cũng có thể được xem như là cái quả phước trổ ngay trong hiện tại ha. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn về vấn đề này như thế nào. Dạ, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, sư cũng hoàn toàn đồng ý cách trả lời của Đức Hạnh Tuệ, là rất phù hợp với tinh thần kinh tạng như vậy. Thật đúng là như vậy, có nghĩa là khi mà nói về cái hành động mà thiện mà bố thí đó, phước chỗ thì đúng thật là như vậy. Nghĩa là quan trọng nhất là đối tượng đó là ai, và mình làm như thế nào, mình làm với cái tâm như thế nào thì nó quyết định là chỗ ngay trong hiện tại hay là chỗ trong cái kiếp tái sanh kế tiếp hoặc là trong những kiếp kế tiếp. Và có một cái điểm này nữa sẽ muốn bổ sung thêm để cho vị lưu ý nữa. Đó là có cái trường hợp mà nó không chỗ, thưa vị, đó là vô hiệu nghiệp áo sĩ cầm má. Là sao? Là ví dụ bây giờ có một người bố thí đi, hoặc là một vị tiền bố thí, nhưng mà khi ngay trong kiếp đó đó là đắc A-la-hán và nhập niết bàn, thì cái phước bố thí đó là nó trở nên vô hiệu luôn, tại vì đã là A-la-hán, thưa vị, là bất sanh bất diệt rồi, cho nên là cái phước nó không chỗ. Hoặc là có những cái thiện nghiệp nha, xin nói có những cái thiện nghiệp quý vị làm đó, ví dụ cái quả, cái thời điểm nó quả nó chỗ là cái quả nó chỗ là nó phù hợp, cái quả nó chỗ phù hợp với cái cõi người hoặc là cõi trời,
Nhưng mà khi đó quý vị tu tập á, quý vị lên tới Phạm Thiên này, quý vị là Phạm Thiên hoặc là nói sẵn là ví dụ đi vì là thánh tâm quả hiện gì đó, thì nó cũng thành trở thành vô hiệu nghiệp thôi luôn. Cho nên là xin muốn nói thêm quý vị cho cái vấn đề để cho quý vị hiểu thêm thôi, để cho hiểu là thì cái phước quan trọng nhất quý vị hiểu cái ba cái đầu như Đức Hạnh Tuệ nói là ba cái đó là căn bản. Còn cái thứ tư là giống như là gọi là khuyến mãi thêm cho quý vị hiểu rõ hơn, để nhằm khi mà có ai hỏi thì ai nói ai ai lỡ có nói quý sư là ủa còn cái nữa mà còn cái là vô hiệu nghiệp nữa mà sao nghe nghe nói kể tới đó, thì bây giờ sư bộ sư cũng nói thêm cho quý vị hiểu cách trọn vẹn. Thì ông xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường đã nhắc về trường hợp vô hiệu nghiệp. Nói về vô hiệu nghiệp á, nó còn một trường hợp nữa, đó là do chúng ta phóng dật, cho nên là cái nghiệp á, lẽ ra nó có thể chỗ, nhưng mà chúng ta làm cho nó mất đi. Ví dụ như trường hợp ở trong bài kệ Pháp Cú là trẻ không sớm biết tu hành ấy, chăm lo tài sản để dành mai sau, còi già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh xao chết dần. Các sư đã nhắc rất là nhiều lần rồi. Thì hai vợ chồng á, có đủ cái phước để làm, nếu như tại gia thì có thể làm một người rất là giàu có ha. Còn nếu xuất gia thì có thể chứng đắc thánh đạo thánh quả. Tuy nhiên do phóng dật cho nên không có lo ở đời á, thì không có lo chí thú làm ăn, mà ở đường đạo á, thì cũng không có xuất gia. Thế cho nên khi tuổi về già thì toàn bộ những thứ lẽ ra có thể đạt được ở tuổi trẻ và tuổi già thì ở tuổi trẻ thì khi về già mất sạch. Cho nên một điều sư lưu ý đến quý Phật tử đó là chúng ta cần phải nỗ lực tinh tấn ở đường đời lẫn đường đạo, không nên có suy tư theo kiểu là phước tới thì tôi có làm gì thì phước cũng trổ, thì cẩn thận, bởi vì sự phóng dật của chúng ta có thể làm cho nhiều quả thiện lẽ ra nó trổ, nhưng mà nó bị mất, do nó bị gọi là nó bị chết, nó bị úng, nó bị héo, cho nên rất là uổng ha. Thành ra cái điều cuối cùng mà sư nhắn gửi đến quý vị đó là không nên phóng dật, bởi vì sự phóng dật sẽ làm mất đi các thiện nghiệp lẽ ra sẽ trổ đối với chính mình.